Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Hôm nay hàng em vừa mới về xong cả nhà nhé. Một chiếc bếp mặt sơn gần full chức năng, em vừa mới khui xong đây cả nhà. Lên sóng luôn cho các bác để các bác tiện theo dõi, tại vì hôm nay em cũng lên video không có nhiều. Chiếc bếp này là của hãng Rinnai cả nhà nhé. Mặt sơn, sơn này là sơn đẹp cả nhà. Em bảo hành 1 năm nên là các bác không có lo cái việc là sơn nó bị bong chóc đâu. Đây ạ, em sẽ quay sát lại gần cho các bác tiện theo dõi nhá. Mã sản phẩm là H679 ạ. Kiềng này bằng thép không dĩ này cả nhà. Đây, cái họng và cái bếp trên của nó vẫn còn rất là trắng sáng cả nhà nhá. Nguyên bản của nó chứ em không có thay gì đâu ạ. Bếp còn rất là đẹp. Mặt này là mặt sơn, nó mặt nguyên bản nó là men đấy cả nhà, không phải là sơn, nhưng mà lúc vận chuyển thì nó có bị chảy xước thì em có sơn lại. Sơn này là sơn kiểu sơn ô tô, sơn xịn, sơn cách nhiệt. Các bác không có lo việc nó bị chóc đâu. Nhà em bảo hành 1 năm nên các bác cứ yên tâm. Em sẽ test lửa luôn cho cả nhà theo dõi nhá. Đây ạ, lửa rất là xanh đây cả nhà. Có cái cần gạt lửa này, điều chỉnh lửa to nhỏ đây ạ. Đây ạ, hiện tại là đã 9 giờ đêm rồi. Em vẫn cố gắng làm thêm video để gửi đến tất cả các bác, các anh chị và các cô chú luôn. Em sẽ test cái tính năng cho các bác xem nhé. Đây là tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán này cả nhà. Đấy, tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán, các nốt hoạt động đều rất là ok. Đấy, đây là phím 3S, 1, 2, 3. Các bác ấn và giữ giúp em 3 giây. Đấy, cần gạt lửa, điều chỉnh lửa to nhỏ cả nhà nhé. Thì cái dòng bếp đa chức năng như thế này thì nó cũng giống như là cái bếp 1,6 triệu hay là 1,8 triệu thôi. Các cái tính năng là an toàn tiết kiệm này, rồi tự động tắt bếp khóa ga khi cạn nước, chào nước và gió thổi. Rồi sau đấy em sẽ test cái tính năng là gió thổi tắt bếp của bên bếp trái cả nhà nhé. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Đây ạ, tiếp theo đây là cái ấm nước đây cả nhà nhé. Ấm nước đây là chế độ nấu nước này. Đây là nấu cơm, nấu cháo này. Bên đây là cơm, bên đây là cháo này cả nhà. Đấy, đây là cơm này. Đấy, đây, trong trường hợp mà không có bật được, chọn được chế độ nhá, cả nhà ấn giúp em. Đấy, đấy, cơm, cháo. Đấy. Đây, bếp nó vừa mới báo xong là đã khóa ga rồi cả nhà nhé. Đây, đồng hồ, các bác để ý này, đồng hồ số 12 này này. Đấy, đồng hồ số 12 là nó đã báo là khóa ga rồi. Em sẽ test luôn cho các bác theo dõi. Ở đây, cả nhà ơi, đã khóa ga rồi cả nhà nhá. Đã khóa ga rồi, rất là an toàn luôn. Bây giờ em sẽ tắt cái bếp này đi. Cái bếp này nó chỉ còn thiếu một cái đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu nữa thôi, thì nó sẽ trở thành cái dòng bếp full đấy ạ. Khi mình không có để nồi lên thì lửa nó cũng sẽ tự động nhỏ cả nhà nhá. Thì bây giờ em có gạt cần thì cái việc nó điều chỉnh lửa to nhỏ nó cũng không có thay đổi đáng kể đâu. Đây ạ. Tiếp theo em sẽ cho các bác đi tham quan cái lò nướng. Cái bếp này là khay nướng 2 tầng lửa cả nhà nhá. Đây ạ, khay nướng 2 tầng lửa đây cả nhà. Em sẽ test cho các bác theo dõi luôn. Các bác để ý giúp em là cái mặt tiếp xúc của bếp nướng nó sẽ rộng hơn là bếp nấu, nên là các bác ấn và giữ giúp em tầm 2 giây ở nhà nhá. Các bác để ý giúp em ạ. 1, 2, đấy, để cho lửa nó đánh đều lên đã. Lửa 2 tầng, nên là các bác nướng nó sẽ nhanh chín hơn và cái lượng nhiệt nó sẽ cao hơn. Thức ăn chín bằng nhiệt chứ không có phải là chín bằng ga nó nướng trực tiếp, nên các bác cứ yên tâm cả nhà nhá. Đây, một chiếc bếp và rất là tiện luôn cả nhà. Chiếc bếp này thì em bán với giá là 2 triệu 100 nghìn đồng bao ship cả nhà nhá. Đây ạ, các bác chỉ thêm vài trăm nghìn thôi đã có một chiếc bếp có rất là nhiều tính năng. Đây, nấu cơm, nấu cháo này, nấu nước, rồi hẹn giờ bếp, em xin lỗi, tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán đây ạ, và hẹn giờ của khay nướng. Đây, tối đa để em xem, tối đa được 15 phút cả nhà nhá. Đây ạ, tối đa được 15 phút rất là tiện. Ví dụ như là cả nhà nướng trứng này, hoặc là nướng tôm, nướng cá, nướng mực. Đấy, thì các bác có thể hẹn giờ. Còn nếu như mà cái dòng bếp mà không có hẹn giờ thì mình phải canh thời gian cả nhà nhá. Cái khay nướng và cái vị nướng đều bằng inox hết cả nhà. Em sẽ quay cho các bác theo dõi này. Còn rất là mới cả nhà nhá. Đây ạ, còn khá là mới. Hàng bãi thì tất nhiên nó không thể như mới keng, mới tinh như cái hàng mình mới mua được. Nó cũng sẽ có vài vết chấm chấm, nhưng mà không sao cả các anh chị ạ, mình dùng vẫn rất là tốt thôi, vẫn rất là ok. Đây, em quay tổng quan về cái phía trong của bếp cho các bác theo dõi nhá. Phía dưới em cũng đã lắp lưới chống chuột rồi đây cả nhà ơi.
Đây là khóa trẻ em cả nhà nhá. Khóa lại thì con nhà mình sẽ không có nghịch vào cái khóa này được này. Đấy. Bếp trái, bếp phải và lò nướng đều có khóa trẻ em hết. Rất là an toàn và tiết kiệm luôn. Đây ạ. Một chiếc bếp mã sản phẩm là H679, giá 2,1 triệu, bao ship toàn quốc. Một chiếc bếp mặt sơn đa chức năng, khay nướng 2 tầng lửa. Rất là đẹp ạ nhà. Cái việc tháo lắp cái này cũng rất là dễ. Em có lưu ý một chút xíu là khi các bác nướng ấy, thì các bác ví dụ như nướng trứng thì để lên trên này, còn ví dụ là nướng cái đồ to hơn ví dụ như cá chẳng hạn thì các bác để xuống dưới khay này cả nhà nhá. Khi nướng thì các bác cho một ít nước xuống dưới đây này, để cho thứ nhất là nếu mà mình nướng đồ khô đấy thì nó được mềm. Còn khi mà mình nướng ví dụ nướng trứng hoặc là nướng những cái đồ khác ấy, nó có rơi xuống dưới đây thì lúc mình vệ sinh nó cũng dễ hơn cả nhà nhá. Đấy. Rất là đẹp cả nhà. Đây là một chiếc bếp hàng đơn giản. Một chiếc bếp đơn giản dễ sử dụng thôi, tiếng Nhật nhưng mà cũng không có gì khó cả nhà nhá. Bác nào mà muốn em dán thì em sẽ dán luôn cho các bác, em sẽ dán chữ lên đây. Đây là tiếng Nhật. Mình chỉ cần nhìn cái ký hiệu là mình đã biết rồi. Nấu nước này. Đây cái chữ cờ đây, cờ ấm cơm đây cả nhà. Đấy, rất là dễ thôi. Đây là hình con cá này là khay nướng. Đấy, các bác cứ để ý tất cả các cái bếp Nhật, cái chỗ nào mà có hình con cá này nó sẽ biểu hiện cho cái lò nướng cả nhà nhá. Cá ngừ này là biểu tượng của Nhật Bản đấy ạ. Đây. Bác nào mà quan tâm tới chiếc bếp này thì liên hệ em theo số điện thoại là 0359014200 cả nhà nhá. Đây, ngoài cái dòng bếp như thế này thì em vẫn còn rất là nhiều bếp. Đây ạ, một chiếc bếp mặt kính full inox đa chức năng, 3 đồng hồ hẹn giờ, khay nướng 2 tầng lửa. Chiếc này em bán với giá là 3,9 triệu cả nhà nhá. Đây, em vừa mới về hàng được hai em mặt gãy rồi cả nhà. Hai chị em sinh đôi nhưng mà sinh khác năm. Một chị một bạn là 15 và một bạn là 16 ạ. Bạn bên tay phải là 15 cả nhà nhá. Bạn bên tay trái là 16. Đây, bác nào quan tâm tới chiếc bếp nào thì em sẽ báo giá chiếc bếp đấy ạ. Chiếc này là 6,8 triệu nha cả nhà. Chiếc này là 6,8 triệu ạ. Chiếc này là 6,6 triệu cả nhà nhá. Chiếc này 6,6 triệu. Chiếc 6,8 triệu này nó là viền, nó là inox cả nhà. Đây, em có rất là nhiều mẫu bếp. Đây, chiếc bếp này là mặt men. Chiếc này là 2,2 triệu cả nhà nhá. 2,2 triệu mặt men đời 2017. Còn ví dụ như đây là một chiếc bếp mặt sơn 1,6 triệu này cả nhà. 1,6 triệu. Đây ạ, đây là hai chiếc bếp mặt kính. Chiếc bên phải là giá 3,8 triệu, chiếc bên trái là 3,2 triệu cả nhà nhá. Rất là nhiều, ngoài ra em cũng còn rất là nhiều dòng bếp khác nhau. Giá thì cũng rất là hợp lý, có nhiều sự lựa chọn cho các bác. Thì các bác thích cái chiếc bếp nào thì liên hệ em nhá. Đây, số điện thoại của em phía trên màn hình đấy ạ. Các bác vào xem bếp thì cho em xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhá. Em Hương rất là cảm ơn tất cả mọi người ạ. Video này em xin dừng ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.